sau nhiều ngày hóa trang thâm nhập thực tế, tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình sát hại chim trời, giăng bẫy lưới tàng hình như thiên la địa võng trên khắp các đảo Cát Bà, Cát Hải. Ngày 16 tháng 11 năm 2020, phóng viên báo điện tử Vietnam Plus đã có buổi làm việc với người đứng đầu hạt kiểm lâm khu vực Cát Hải, Bạch Long Vĩ. Săn bắt chim di cư thì hiện nay là thế này, là vì trong cái chế này xử lý là nó hướng. Tuy nhiên là đối với trên địa bàn mình ấy, thì chúng tôi là riêng cái chim di cư này chúng tôi làm rất quyết liệt. Ở trong thành phố Hải Phòng đây nhiều nơi có những cái loài chim này. Đấy, nhưng mà hiện nay là anh cứ nói là còn nhiều chỗ nó là công khai, nhưng mà riêng anh ở ngoài rất quát là bán ở ngoài là không bao giờ có cái chuyện quảng cáo bán công khai ở ngoài. Có khi người ta chỉ là đi săn bắt về chơi thôi, về ăn thôi, về trong gia đình thôi, chứ không nghĩ cái chuyện là buôn bán vào kia. Về quy luật hoạt động, ông Thành cho rằng cái quy luật thì nó phải phụ thuộc vào thời tiết. Ví dụ như hôm nay thời tiết ngày mấy hôm nay là gần như là không có, cho nên mình đừng có đi làm gì cho nó mệt. Sau gần 20 phút nghe ông Thành chia sẻ với nỗ lực đẩy lùi vấn nạn tàn sát chim trời, phóng viên báo Vietnam Plus quyết định cho ông xem một đoạn video quay lại cảnh tượng bẫy tàng hình lưới cước răng trắng khắp các cánh đồng ven rừng bờ biển, hình ảnh những người đàn ông đi bẫy bắt cầm từng chùm chim vừa gỡ từ bẫy lưới, cho đến hình ảnh vặt lông thùi sống moi nội tạng gan ruột chim trời. Trong tiếng kêu cứu thảm thiết của hàng trăm chú chim phát ra từ video như phá tan không gian căn phòng làm việc, nét mặt của người đứng đầu hạt kiểm lâm bắt đầu chuyển sắc. Ông nhanh chóng luồn tay vào túi áo lấy ra chiếc khẩu trang y tế đeo vội lên mặt như cố giấu sắc thái ngay lúc này. Hôm nào mà các nó đi theo nên ngành thì là mình cực, cái đồng chí cũng không làm sao được, cũng phải chịu. Chẳng qua là chỉ báo mình để cho mình hạ lưới xuống thôi. Đốt năm nay đốt nhiều lưới lắm, cho đốt thoải mái. Đốt lưới mới khác. Xem xong đoạn video, ông Thành lập tức giải bày về những khó khăn trong công tác kiểm tra, xử lý vấn nạn bẫy bắt chim trời ở trên đảo với những lý do quen thuộc như: khó khăn cái thứ nhất là địa bàn mình nó rộng, mà lực lượng của mình ít, tất cả bên bán ấy đều đầy đủ lắp hết. Nhưng mà có ai ra xác nhận không? Đây. Hiểu là mình có một cái chế tài, một cái phương án nào khác khó. Đây này anh bắt ạ.